làm một cây sẽ bông mình lại nha tiêu bông mình lại nút đủ cho tết được hết á ôi ôi cái góc này anh chị thấy giọng lắc hả à. hoành đo vị tí này à, uh, 25 25 ôi nồi đế khủng thiệt ta cái cục nạc của cục nó là tính cục nạc đi 61 đi nghiệm <laughs> lâu như nó đo cái uh, nồi đế nữa tại à. coi cái kỹ, kỹ chút <laughs> coi cái kỹ nhiệm mà em tám chín em không biết vụ gì đấy <laughs> phan để gọi thôi ôi nó lắc cái mặt âm nó, nó, lắc. nó đẹp y như con rồng vậy à. đó nó lắc ôi lắc cái này lắc mình lắc. ghép bao lâu rồi anh được 5 tháng anh năm ừ, tháng năm tháng lúc nụ công nhận hay thiệt ta cái loại này à, tháng này nó lẹ nụ dạ em chào anh chị yêu thích mới vàng và trả lời kênh kênh để thảo hôm nay tiếp tục đến vườn mai của anh dũng ở xã vĩnh thành để quay cho anh chị mình giao lưu mai cho tết năm 2024 nghìn chị rất mong anh chị xem và ủng hộ trước khi vào clip em mà anh chị xem cái siêu bông mình lại anh dũng đã giao lưu rồi nè những mặt hàng này bên dũng cũng toàn là những cái vip nha anh chị những cây chuẩn cho tết thì cũng còn, hôm nay cũng có một vài cây anh chị rất mong anh chị coi ha coi theo dõi ha cây nào hợp nhãn thì ủng hộ nha Đó, siêu bông bình lợi bao chuẩn giống lúc nụ thì ok nha. Đó, anh chị thấy bộ đế rất là khủng, rất là đẹp luôn. Bao chuẩn giống ha, cái đó là rất là ngon nha anh chị. <laughs> Nói chung một cây thì cũng vài tiểu ha, nhưng khi có cây những cây nó đắt tiền nhưng mà được chủ vườn bao chuẩn giống bông đẹp là ok rồi. Đó, rồi để không mất thời gian của anh chị nữa. Mình trình giao lưu vườn mai của anh Dũng. Chào anh Dũng ơi. Rồi chào anh Hằng, chào cả nhà Hằng. Nay quay lại clip em xin giao lưu là <laughs> hai tháng mai nha. Dạ. Dạo thú đức với một cây uh, siêu bông mình lại nha dạ rồi siêu bông mình lại cũng có nút nụ cho tết hết rồi dạ đây mình nhìn xem dạo thú đức cây này rồi. ghép mấy mùa anh dùng cây này được uh, 6 mùa anh 6 mùa ha mã ừ. 20 c nha à, 20 c số điện thoại của anh dụng thì em có để tên tiêu đề nha hoành là cứng 15 đến 15 thôi nha đó. Ê, dạ. cây già mùa hình thú ha cây, này gốc phôi gốc nhất mà nó dạ liền trơn anh dạ, gốc phôi anh à, gốc phôi mà nó liền ha 67 là nó liền à. hết tơn luôn là như trời. cái nè đây nè cú kép nó ở đây nên chị anh chị thấy có cái khớp không đó à, quá trời tàn thú thì bự nha tàn rất lớn cao là 92 chiều cao 92 cành phóng của nó là 133 à. ngang 90 đó à, anh chị thấy mà anh chị xem kìa mấy mặt hàng này anh chị mình chơi bông ha nếu mà mùa sau á, anh chị mình muốn chơi bông sai á đây nè dựt cấp rất là đẹp luôn nha anh chị cốt nó bóp nhỏ xíu luôn nha cây dáng mà cái cốt nó bóp dài lên trên thì nó rất là nhỏ nên là có giá trị hay cành này rất là đẹp nha anh chị mình thích chơi bonsai nhìn vô cái này là ghiền liền nhưng mà hàng này chơi bonsai vì sao giá trị vì sao nha anh chị nó phong tàn thì kính tròn do cây 20 mươi c em xin vô là hai triệu rưỡi nha hai ừ, triệu năm trăm ngàn bao phí ship cái này có ship chậu nha dạ em ship chậu luôn à, rồi các con chị xem ủng hộ cây này già mùi lắm nha anh chị ghép cái này cái chục năm có hả anh dùng dạ sáu năm ăn lên nè sáu năm đó, nhìn thấy cốt bóp nhỉ? bên trên nhỏ xíu à, mà cây okay, nó liền rơi kìa. cái zin nè. <laughs> Đó, sao nằm không thì có, có trời Đã à, thiệt. Dảo thủ Đức nha anh chị. Rồi, cái tiếp theo anh Dũng ơi. Đó, em để máy quay trực tiếp cho anh chị xem nè. Dũng rất là kim mà giỏi nữa nha anh chị. Rồi cái nào có cần em phụ không? Mấy cái này nhẹ mà. À, một cây mai bay. À cây này cũng già mùa lắm 6-7 năm nha anh chị chậu thủ đức hàng này là hàng già mùa không á à, bao, 21C. bao đẹp luôn <laughs> nút nụ thì bao anh chị nha cây này là 21 c và năm đo vị tí này là 20 hơn 20 đi Thôi rồi, nằm một bệ đế nè đây hết mà phóng <laughs> đó cút ghép quá chừng luôn cút ghép cổ tay em luôn anh chị cao 78 ngang 107 trình bay hết thước luôn hả anh hết thước trình bay này tính um, một mét rưỡi đi rưỡi đó nhìn thấy Uy, nhiều hết có hai chân phóng tới nè. à, bài luôn rất là già mùa nhanh chị sáu bảy mùa rồi cây thì sung khỏe nha rồi rồi cây này em xin cho lưu là 2,7 triệu nha 2 triệu 7 bao phí ship bao ship nguyên chậu xếp, anh chị tiếp theo là mã số 22 c dạo thu đức nha anh chị à, và anh chị xem nút nụ chi chích nha anh chị nút nụ rất là nhiều luôn tới đỉnh luôn anh chị thấy tên đỉnh nè và là 11 có kép 11 cái cũ nè cũ 23 cũ nè à quá cao mét 10 ngàn bảy mươi rồi cây này xin dư lưu là một triệu nha một triệu bao cái cái chậu thường này có ship không không, không chậu chậu thường này là không có ship chậu à, nha chậu thường B... là không ship dạ. chậu trắng thì không ship anh chị rồi chậu tiếp chậu. theo này rồi tiếp theo là mã số 23 c chậu thu đức luôn út nhớ nhìn gì hoành ghép 14 bốn coi nút nụ trước này cây sung khỏe cũ cũng 23 mấy gốc nhớ này mình ghép bao lâu rồi anh dùng cái này là bảy năm tám năm anh bảy năm tám năm cao một mét lẻ bốn ngang tám mươi rồi cái này sinh zalo là cũng một triệu luôn nha một triệu bao phí ship cái này tàn phong tàn rất là đẹp nhưng chị tàn phong ha ôi ôi nút nụ nè chi chít hết lúc này à, là tháng... phải nụ như vậy mới đã nhanh chị hàng này thì bao nụ bao nụ gốc nhất sáu bảy mùa rất là chuẩn nụ bông cũng chuẩn luôn rồi cái tiếp theo anh chị mình thấy đây, bông mình lại chút xíu nó lên cho luôn với anh chị mình luôn nha Anh chị gắn bỏ thời gian theo dõi nha Ôi, ôi anh bưng nè à. bá lửa luôn tàn, hết biết cái tàn ta Nuôi hay thiệt Này 24 hả? 24 Quên hả? À? <laughs> anh gói Đây, góc hình nha anh chị Cút ghép 23 biết 13 Cũ 25 Cây này về anh chị khai thác thêm chị Nó nằm Nên bò đó thú. À, Nằm bò dài Cao 83 Ngang 83 luôn Rồi cây này xin lưu là cũng là 1 triệu mốt đi 1 triệu mốt bao phí ship nha anh chị Rồi cây tiếp theo anh ơi Rồi cũng hàng này à. hàng lên Thủ Đức không nha Mã số 25 Quần 12 Rồi Cũ nạc Cũ nạc 22 Đó, à, Đọc nhất nha Táo bể mùa công nhận phong tàn đẹp thiệt tàn tự nhiên mà rất là đẹp anh chị cao 95 ngàn bảy mốt rồi của... cây này sẽ vô luôn một triệu nha để em cho anh chị mình xem nụ lại cái Đó, à, anh chị thấy nút nụ nè ôi ôi tới đỉnh luôn quá chừng nụ nụ rất là đẹp nha anh chị ôi ôi về về luôn nhánh nào cũng vậy chứ em không có lựa nha Đó, anh chị thấy nè Chi chích hết rồi cây tiếp theo này cậu thủ Đức rất là đẹp. Nó bừng bự hơn ảnh luôn. Đó. Rồi mã số mấy 26. 26 cũng là dạo thủ Đức, 67 mùa, từng chậu ha. Nút nụ luôn. ghép là 14. Cũ. Cũ 21. Cút chép 14 nó liền nhưng cái zin chị. cao 97 ngàn sao rồi cây này sẽ vô lưu bằng triệu mốt nha 1 triệu 100 ngàn bảo phí ship bỏ chậu nhanh chị mã số 26 uh, 26 26 dạ. rồi cái tiếp theo dụng 27 cũng là giàu thu đức tiếp sáu bây giờ anh chị coi nút nụ cây nào cũng vậy hoành ghép 13 củ 22 cao 90 189 ở cây này cũng lưu là một triệu luôn 1 triệu quá tí phong tàn nhanh chị rất là đẹp rồi 18 em mệnh chị giao lưu vườn mai của dụng Dũng nè xã Vinh Thành dạo à, Thủ Đức nè. một ngày mai dán bay đã bông gió anh chị dạo Thủ Đức nè. bông rất là đẹp luôn cái hoành của nó được 8 à, hoành nhỏ củ nạc củ nạc 20 cái quá ta một cái máy bay nhanh phi bay bảy hai cái này vô cái dĩa mà hợp lý nha anh dùng dạ. Yeah. <laughs> về anh chị mình ngang năm mươi hai anh chị mình về mua cái dĩa sành sứ á cái này em bán rồi đóng đi rồi để chưa chỗ đẹp không không được à sợ bể sợ bể về anh chị mình vô chậu nha mua rồi, cái, chậu. cái này xin luôn năm trăm nha năm trăm ngàn Đó. ôi ôi nút nụ quá chừng luôn một cái máy bay ha con sai để bàn nha anh chị Đó, anh chị thấy nhánh nào cũng vậy nút nụ chi chít hết Ờ, thêm cái bay nữa. Được cặp luôn, cặp bay. Chị nào lấy một cặp chung đơn hàng có bớt không anh? Bớt. <laughs> 500 000 cũng đòi bớt nữa. <laughs> đây. Đó, nói chung là rất là đẹp nha anh chị. Bay đẹp. Bình 7. Bay 73. À, Ngang 45. Nè, nó cũng có củ Đó, dưới nè. Cũng có cũ mà này lắp nha anh chị. Đây nè, à, nó, nó, lắp. Nút nụ nè anh chị thấy. Rồi cũng 500 luôn. 500 ngàn bao phí ship lấy một cặp của bớt nha bớt tiền cà phê hành <laughs> đó chị thấy không? hai cái mai bay về để trên bàn rất là đẹp nha rồi cái tiếp theo rồi, rồi mã số 30 môn. anh chị một cây mai phôi mà ghép à. già mùa 7 tám mùa thì nhân thú luôn nè nó có hai chữ chị thấy đã chưa cái hoành à đôi lúc đây luôn 17 17 đôi cúc ghép cúc ghép 13 ừ, cúc ghép đôi tuốt tên 13 nha anh chị nguyên con thú của nó là được 44. 44. anh chị mình thấy cái thân lắc lượng rất là đẹp ha. Đây, nút nụ nè. Cao 81. Ngang 1m10. Anh chị mình thấy nút nụ ok luôn. em quay vòng cái mình đế cho anh chị mình xem Đó. đó. Đây cũng có chân nha anh chị, chân cầm. Ôi ôi nó liền à. Nó phôi mà liền mấy cái mặt hàng này á. Chị mình chơi bông rất là đã luôn nha. Rồi cây này xin vô luôn 2 triệu nha. 2 triệu. Đó. Rồi cây tiếp theo anh ơi. Rồi, tiếp theo mà anh chị mình cho lưu vườn mai của anh Dũng nè, một cây mai bay dáng rất là đẹp. Mà số mấy 16 31. Mã số 31 nha anh chị. Trời 16 hoành ghép 15 14. Cây này độc đáo có một chỗ là chỗ này nó phù lên này, như cái đầu vậy trời. Ả ghê không? Nó có chổng đít. Chổng đít. Chổng đít. Em mày chổng đít chứ không có chổng mông nha. Ừ. Đó, chổng đít lên. Đó. Cao 79. Thôi, ôi phong anh chị thấy nè. Ngang 1m 7 trầm bãi nhiều anh phóng không mét gửi luôn à, nút nụ nha anh chị nói chung là những mặt hàng bên dụng là bao nút nụ với anh chị luôn cây này lấy với cây 21 là vừa cặp luôn á à, mà cây này về nếu mà muốn bay thì uh, lên cắt đầu lên à, có gì anh kéo lại mà, mà vô, vô cắt đầu ấy. lên trời ơi, anh quay nhẹ nhẹ vòng em cái cậu nó đã chứ ta tại cái cây này Ô, nó hình nó hơi uh... Nghiêng cái mặt trời à, nó hơi khóng siêu nghiêng, nghiêng, phải không? Dạ. Nói chung là anh chị mình tưởng tượng Ở trên mà lộp nguyên một dàn bông Xuống một cái nhìn cực kỳ đẹp Này về chị. vô trong ống một cái đẹp lắm á đó. À, đó. Cái quá. này cũng xin vô luôn là 2 triệu 7 luôn nha 2 triệu 700.000 Cái tàng rất là lớn nha anh chị 31 đó với 21 cặp à. Để hai bên trước cửa à, Cực kỳ đẹp luôn Quá trời đã à, mã số 31 31 31 là 2 triệu 7 hả ngày rồi rất mong chị xem ủng hộ cái này rất là đẹp nha chị 32 là một cây siêu bông mình lại nha siêu bông mình lại nút đủ cho tết được hết á Ồ, ôi cái góc này anh chị thấy dòng lắc hả à. hoành wow, đo vị tí này à, 25 mươi lăm hai mươi lăm nồi đế khủng thiệt ta cái cục nạc của cục nó nạc là đi. tính cục nạc đây sáu mươi mốt đi nhiều lâu như đo cái nồi đế nữa tại mình à, coi cái kỹ, kỹ chút coi cái kỹ, kỹ nhiệm mà em tám chín em không biết vụ gì đấy à, phan để gọi thôi ôi nó lắc cái mặt âm đó, nó, đẹp y như con rồng vậy đó à. nó lắc ôi lắc cái này mặt. mình ghép bao lâu rồi anh được năm tháng anh năm tháng, năm tháng nút nụ công nhận hay thiệt ta cái loại này tháng này nó lẹ nụ lắm cao bảy bảy cành phóng của nó là được 125 Tháng ngàn. Ngàn 92, 92. Đó, chị mình coi phong tàng. Rồi cây này em xin vô lô là 4 triệu nha. 4 triệu hả? Dạ. mà cái này em nói nè, cũng như uh, siêu bông mình lại bao chuẩn giống anh. Bao chuẩn giống. <laughs> dạ. Này về tết một bông luôn. Về có nút nụ chơi tết anh nút nụ mỗi nhánh luôn. Dạ. Đó bên giường của anh Dũng thì phao cũng giống cái đầu ngay tăng à. chỗ nào là có chi à? đó, anh ừ, chị thấy, thấy nút nụ em giặt bề lá lên à. tại nhiều quá không có giặt mỗi ừ. nhánh luôn anh chị chứ cái này là không có lựa nè ừ. nhánh này kế này nhánh này kế nè nhánh kế này, nhánh kế, đó, mà, nhánh nhánh kế này. khỏi nói luôn chung rất là là nhiều nụ đó, rất là nhiều nụ đặc biệt cái mai này cái thân lắc nó sấy rất là đẹp anh chị đó nó sấy chiều nào có tan ngay đó Yên như rồng <laughs> quá đẹp luôn anh quay nhẹ nhẹ em em dòng á ôi ơi thân lắc đã thiệt Ông gà lên mấy cây rất là đẹp nha anh chị. Cây nào cũng vậy, đặc biệt có những cây này nó là nhỏ hơn, rồi nhỏ nhưng mà được cái dáng. Không mà em thấy cái từ cái mặt này nè. Nó co lắc nó nghiển nghiển về bắt mình vô cái lên. chậu đẹp 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 cái nữa là để bàn là đẹp lắm á. Hàng chị con sai à. Hai con sai. Đó. Rồi mã số 32 mình vô luôn nhiêu vậy anh? 4 triệu. 4 triệu. Bao phí ship cái này có ship chậu không? Cưng quá. Dạ gần thì em giao xe ship chậu còn xa là bỏ chậu lại nha. À đó, tại vì mấy mặt hàng này cưng lắm nha anh chị. Rồi, các con chị xem ủng hộ cái tiếp theo được rồi. Rồi, rồi tiếp... cái 33C là cũng là cú củ clip của em luôn nha. Cú clip, cái cú clip rồi nè. Ồ, Cái hoành của nó là được hoành uh, ghép 11. Gốc nhớt nha anh chị, 6 bí mùa rồi. Cũ 21. Ủa, cưng rồi. cái cần dữ à. Cao 79. nhớt Ngang 79 luôn. Đây, đẹp, đẹp luôn, hàng tài ừ. luôn. Nè, đây. nó có đâu thằng cài luôn á 7979 á 7979 <laughs> siêu chủ rồi cây này trên Zalo là 900 nha 900 ngàn bao dạ. phí ship bỏ chậu anh chuyện mặt hàng chậu thường này nè. mấy cái này nó bó bầu rất là chắc đây rồi cái này cũng có clip là dạ, cái này cũng clip của em à. rồi xin chào hẹn gặp lại ạ à. muốn cái phải cắt cắt đầu lên tí đây rồi thì vừa qua với giới thiệu vườn mai của anh Dũng ở xã Vĩnh Thành đó thì anh dùng có giới thiệu những mặt hàng cũng như siêu bông mình lại thì bao chủng giống rồi nha anh chị còn những cây thủ đức thì anh chị mình thấy rất là già mua thủ đức thì anh chị mình chơi từ xưa giờ đặc biệt có cặp mã số 31 nè cái 21 21 và 31 nha anh chị nhớ cái cặp này nếu mà anh chị mình thích ủng hộ cho anh dụng cặp này nếu mà lấy một cặp thì anh dụng sẽ bớt lại ha tại chung một đơn hàng đi anh chị nè một cặp về để trước cửa hoành tán luôn nha quá chừng luôn không tàn rất là đẹp nha anh chị mình chị xem lại nha đó, muốn chơi bài thì để e, vô chậu cho các lên chút xíu nha đây em quay trên diện xem nè. đó hai cây ha coi như là song song với nhau đó, rất là đẹp luôn dẫu thu đức nút nụ thì bao rồi rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian theo dõi rất là nhiều rất mong sự ủng hộ của anh chị đến với vườn mai của anh dụng nha rồi hẹn anh chị những clip sau ạ à.